Đó đó, cái thùng rác mình nói với các bạn nó nhảy mà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với cái tựa game Funbus Simulator này. Thì như các bạn thấy đây, hiện tại là mình đang chạy cái con xe dài nhất của cái hãng VDL này. Đọc giống giống như video ha. Và hiện tại thì mình đang đứng ở một cái chỗ trạm dừng chân nha. Tại vì cái lý do là đúng ra là mình xuất phát từ thành phố, nhưng mà các bạn thấy không, chỉ có mình xuất phát từ một số thành phố ở gần đây thì mình mới chạy ra được. Và hiện tại thì mình chỉ mới có mở khóa được thành phố Castle này, và mình chỉnh từ đây mình chạy xe ra tới đây thì khoảng hình như tầm gần 100 cây thì phải. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi từ cái đoạn đầu đèo này, mình đổ xuống hết đèo nha các bạn. Rồi, và bây giờ cho các bạn tham quan một xíu về cái con xe dài này. Thì nó dài nhất trong cái dòng xe này luôn, và không có gì hết trơn á. Đây thêm một mở thêm một cái ngăn cốp nữa, đây là mở cửa sau nè. Rồi tới đây hết mở được rồi nha các bạn. Đó. Còn nếu mà có nhiều bạn nào mà thắc mắc nhà vệ sinh ở đâu, hay là hình như chiếc này có nhà vệ sinh không ta? Mình nhớ cái nhà vệ sinh như nó nằm trong này nè các bạn, nó nằm trong cái phòng nhỏ này nè, và bên này là cái máy pha cà phê hay cái gì đó. Đúng rồi. Nhà vệ sinh là một cái phòng nhỏ đây đúng rồi, đây nè. Nó một cái buồng vệ sinh rất là nhỏ thôi, tại vì xe mà đâu đòi hỏi như ở nhà mình được. Đây là chỗ chạm dừng chân luôn nha các bạn. Đấy. Rất là rộng luôn, và đây là phía đuôi xe thì cũng như bình thường thôi. Giờ này mình sẽ còn xài cái ổ khóa này thì hơi bị cũ á. Bên này thì cũng hình như bên này tới 4 ngăn lận đây. Nó không có cái cửa cho nên là nó tới 4 ngăn lận các bạn. Rồi, đây 4 ngăn đây ha. Mình không có tiện mở tại vì mở lên mở xuống mất thời gian lắm. Và đây là nguyên một cái trạm, thì ở dưới này nó có một cái chữ B, thì mình không biết là đậu xe qua đây nó có đi ngủ được hay không nữa. Để mình test thử xem, để mình lùi xe ra mình test thử ha. Ok. Chúng là mấy con xe này bây giờ mình làm biến đếm ghế lắm, nó dài lắm các bạn ơi. Trong xe thì trang bị rất là nhiều cái cây gõ kính. Phòng trường hợp mà này kia sự cố hy hữu xảy ra thì mình đập kính mình thoát ha, gọi là thoát hiểm á. Thì các bạn đập ngay góc kính á, lấy cái cây đó đập, hoặc là lấy những cái gì vật nhọn cũng được. Chung là hiếm lắm. Nói chứ vui vậy thôi. Để máy lên cái đã. Rồi. Bật điều hòa lên. Bây giờ mình sẽ về số, mình sẽ đi lùi nha các bạn, mình lùi ra ngoài xong rồi mình sẽ vòng qua bên kia. Đây, bây giờ mình sẽ lùi vào đây thử xem là nó có thực sự là đi ngủ giống như bên ETS 2 hay không ha. Ây da, quẹo hơi sớm rồi. Nhưng mà thôi cũng được. Quẹo hơi sớm, nó hơi bị dính một xíu. Như đậu trạm nó cũng không có gì hết trơn á, nó không có báo mình là đi ngủ á ta. Không có luôn, mình đang chạy ở cái chế độ là gọi là free mode, có nghĩa là mình chạy thoải mái luôn á. Không có báo gì hết trơn, thôi đi tiếp đi. Rồi, đi luôn nha các bạn. À, và hôm trước mình có nói về cái vấn đề mà cái cục vuông vuông ngay góc ở trước cái kính lái, thì theo như đúng của các bạn của mình thì nó là một cái cụm cảm biến rất là nhiều cảm biến và camera các kiểu luôn, dùng để nói chung là giống như bình thường các bạn cài cruise control, rồi cảm biến sai làn đường này kia, rồi cảm biến có vật ở phía trước nếu mà nó gần mình quá mà vậy, giống như nó đứng yên á thì xe nó sẽ tự thắng lại, mà cái trong game mình sẽ không có đâu. Trong game các bạn cứ ủi thẳng đích nó thôi. Ngoài đời thì có, ngoài đời các bạn lên xem mấy cái chương trình mà mấy cái video người ta quay lại mà người ta test xe, test hệ thống thắng đồ á. Có cả xe đều kéo và cả xe mấy con xe khách này. Xe con thì không nhỏ rồi, nó nhỏ. Còn quan trọng mấy con xe này nó bự, nó nặng và nó rất là dễ bị trôi đi. Giống như là các bạn bây giờ các bạn cứ tưởng tượng là ở trước mặt mình có một cái con xe nó bị hư đi, chết máy đi, nó dừng giữa đường đi, và mình đang chạy, mình buồn ngủ mình không để ý, thì mình khi mà mình chạy tới á, thì xe nó sẽ cảnh báo trong mình như trong khoảng hình như là tầm
20m, 25m gì đó. Đúng rồi, bắt đầu từ khoảng đó bắt đầu nó sẽ cảnh báo, nó sẽ tự phanh lại luôn, phanh khẩn cấp luôn. Phanh một phát một, đứng xe luôn. Từ bây giờ mình tới đây, bây giờ ok mình quẹo đây luôn, đi đường này luôn. Rồi, và nếu các bạn thích cái video này, đừng quên like cũng như đăng ký kênh mình và comment phía dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ vượt cái đoạn đèo này, đi cái đoạn đèo này luôn. Này không có chở khách đâu các bạn, tại khách nó không có đi cái tuyến đường này, nó đi toàn tuyến đường nào đâu không ạ. Đường này cho chạy 70, ở cũng được. Mình sao thấy giống như lên dốc, lên đèo chứ phải đổ đèo ta ơi. Xe này là xe dài nhất nha các bạn, xe dài nhất trong game rồi. À không, ở dài nhất trong cái hãng này thôi, còn dài nhất trong game mình chưa có đánh giá được. Cái này mình cần phải canh hai con với nhau chứ mình chỉ biết là nó dài nhất thôi. Dài nhất của cái dòng xe video future này thôi chứ mình không có biết là nó có phải là dài nhất trong game hay không. Tại cùng lắm nó chỉ gọi là nó hơn khoảng một xíu thôi. Với lại cái kích cỡ của cái đó là đã quy định như vậy rồi, các bạn không thể nào mà dài thòn lòn được. Nếu mà dài thòn lòn là dạng như mấy con xe buýt chạy trong thành phố á, là nó có một ngắt một cái đoạn ở giữa, xong rồi phía sau nó thêm một cái toa khác nữa, thì cái đoạn đầu nó kéo đi, nhưng mà phía sau thì các bạn sao ta mình không biết gọi cái xe đó là sao nữa. Mà trong mấy cái tựa game bus có, mà mình chưa có mở khóa được, bây giờ mình chưa có chạy tới thôi. Wow. À cái này đổ đèo nè, sau một hồi như đổ xuống dưới luôn á. Chúng ta sẽ đi ngang một cái đoạn làng. Và theo như mình biết thì cái đoạn này, đây là một cái DLC trong game nha các bạn, DLC map. DLC nó có tên là Christine thì phải. Đúng rồi, hình như là này. Và DLC này hình như là nghe nói là free. Còn cái con DLC xe này thì bán với giá là 14,99 đô. Riêng cái DLC là free, DLC map là free. Tại vì trong này hình như nó cũng có một trước, cũng có một số cái DLC Freedom rồi này kia rồi. Cảnh rất là đẹp. Ban đêm, ban ngày thì nó hơi, các bạn thấy nó hơi sáng quá không? Mình thấy nó hơi sáng quá. Không biết là do cái màn hình của mình hay là do game nó hơi sáng quá, nhưng mà thật sự mình thấy nó sáng hơi quá. Cái đường này thực chất nó vẫn rộng hơn cái đường mình Tourist Bus nha. Xe dài mà vẫn rất là ngon, với lại cái cua nó cũng không có gắt lắm. Và sớm thôi bên Tourist Bus sẽ có những cái con xe này. Và bạn nào muốn mình chơi những con xe này bên Tourist Bus không, comment phía dưới nha. Là một phần đó là mình đang nhờ hỗ trợ bên forum á. Thì mình đang gửi xe game qua bên cho người ta để người ta sửa giùm cái lỗi mà cái con buggy mình không có chạy được. Ta có một cái cua gắt ở đây. Do con xe mình nó dài hơn cho nên là mình phải lấy cái cua nó rộng một xíu nha. Nên mình phải lấy con xe nó sát vào bên trong, xong mình đẩy cái cua lên nó không biết gì thế sao. Nhưng mà nói chung là mình sẽ lấy cái cua nó rộng hơn một xíu, tại vì xe mình nó dài hơn. Đó. Ôi, trời. Quay qua đây kịp, không có xem kịp. Đó, đợi cua này gắt đó chứ, không có giỡn đâu. Gắt đó, nhưng mà có cái là đường nó còn rộng cho nên nó dễ đi hơn thôi. Gắt đó toàn cua cụ chỏ không à. Cua cái chữ V không à. Cua vòng lên vòng xuống. À, chúng ta có một cái trạm dừng ở trong này để mình ghé vô mình cho các bạn xem thử nha.
Nè, tới đây mình quẹo vô sẽ có một cái trạm ở trong này, hình như là trạm trạm để đón thả khách luôn. Đúng rồi, đúng rồi, mình ghé vô để mình mở khóa cái trạm này luôn, hình như là mở được á. Khi mà các bạn chạy chậm á thì các bạn có thể sử dụng được cái gì ta, các bạn sử dụng một tay các bạn kéo vô lăng đi được, nhưng mà nếu mà xe đang chạy khoảng tốc độ mà khoảng 40-50 thôi mà mình để một tay mình quẹo thì rất là khó và rất là nguy hiểm, tại vì quẹo không có kịp, hai tay nó vẫn nhanh hơn. Nó như vậy nè, nó nhanh hơn là một tay các bạn. Có nó có mở khóa rồi, mình đang chơi chế độ free mode nó mở khóa rồi. Đây là một khách sạn. Đây là đây có một cái trạm dừng ngay đây nè. Là cái khách sạn này hình như nó có trong cái DLC map thì phải. Một cái khách sạn theo giống như bên ngoài đời luôn, mình không biết là cái tên nó là cái gì, mình quên rồi. Tại vì mình xem có một cái xem cái đoạn mà nó quảng cáo á, có đoạn này nè. Rất là đẹp các bạn thấy không? Là ở y hình ngoài đời luôn, ngoài đời cũng có một cái như vậy luôn. Và trên cái ngọn, hình như trên cái ngọn núi hay là ngọn đèo gì đó, kiểu như vậy. Ok, tôi đi tiếp. Mình tưởng nó vô nó mở khóa được, nhưng mà nó mở khóa được thôi. Đi ra. Và hiện tại là mình đã được đi được nửa chặng đường rồi, phải. Đúng rồi, nửa chặng đường. Ở đây cũng có một cái chỗ quẹo vô mà mình nghĩ là nó cũng giống bên kia thôi, nhưng mà kệ đi, cứ quẹo vô các bạn tham quan thử, có một cái trạm xăng. Và đoạn xuống nữa nó lại gắt hơn đoạn lên chút xíu. Ok. Đây trạm xăng đây các bạn, vô đổ xăng cũng được. Dạ cái đường này nó dài, các bạn thấy cái đổ xăng rồi mình quẹo bên này luôn. Ủa mình thấy cái thùng rác nó mới nhảy đúng không ta, hay là mình nhìn lộn, hay là mình bị hoa mắt, hay là thực sự là mình thấy cái thùng rác nó nhảy lên vậy? Wow, chúng ta có một cái thác nước hay là cái con đập ở đây nè các bạn. Ôi đẹp vãi. Đúng rồi, đây là cái DLC mới nè, map DLC mới nó nằm ngay đây nè. Ui. Trời ơi, ngồi đứng ở đây ngồi bao đẹp luôn á. Cái này cái gì đây? Nó không nhảy ra được mà nó có coi được. Nó không cho các bạn đi ra ngoài, nó không có như bên Tourist Bus đâu mà nó freedom. Ôi, đi ra được luôn này. Uầy, wow, bây giờ mình nhảy té dưới chết không ta? Xeo lại cái đã. Ok. Wow. Bíp. Bạch. Cái này là cái gì đây ta? Mình không biết là cái dốc này nó đang làm cái gì, nhưng mà lúc đầu mình tưởng là một cái thác nước, là một cái con đập, nhưng mà không phải. Ở cái này hồi chạy lên cũng sắp mặn luôn, mà một hồi mình lát xeo lên không có chạy nhanh được, cái này nó không chạy nhanh được luôn mới đau quá nhá. Để mình chạy lên trên kia cái mình cho các bạn xem. Giống như một cái dốc phóng chơi vậy á. Đây có một cái tòa tháp. Wow, rất là lạ luôn. Tự nhiên lần đầu mà mình đi tham quan được cái kiểu này luôn. Đây có mấy cái lặn dần 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 nữa nè. Cái làm gì ta? Chi vậy? Nó đi lên cũng bị cản, nó mệt đi chứ. Đây cũng miên thân nữa. Hình như ở đây là cái trò chơi hay sao á các bạn. Nó có cái máng trượt nè, thấy không? Đây cũng có nữa nè. Đó, có nghĩa là giống như là trượt nước hay là trượt sao đó, trượt từ đây xuống xong rồi phóng xuống dưới, xong bay lên kia, xong rồi vô bệnh viện. Đây nè, xuống dưới kia đâu có chỗ đáp đâu.
nguyên cái chỗ người ta ngồi, người ta ghế đá, người ta nghỉ ngơi mà phóng xuống đó là ăn đập chết luôn, một là ăn đập, hai là vô viện, chứ không có đi đâu được hết trơn đó. Thế nè, cái đồ trượt nè, đúng không? Lạ quá. Nhưng mà giờ các bạn trượt xuống thì cũng không có gì đâu, không có trượt xuống được đâu. Đó, nó lạ ghê luôn á. Mình mới thấy cái này lần đầu, mình không biết là bên ngoài. Oh shit. Mình không biết bên ngoài kiến trúc nó như thế nào, nhưng mà yeah. À, mình không biết nó là cái khu gì luôn á, nhưng mà nhìn nó lạ lắm. Kệ cha nó đi, bây giờ mình sẽ lên xe mình đi tiếp. Cũng cũng đẹp á, nhưng mà nó kỳ quá, nên nó là lạ kiểu gì á các bạn ơi. Từ đó mình làm tấm ảnh cái đó. Rồi mà mọi người lên xe và chúng ta tiếp tục hành trình ha. Thì hình như là mỗi lần mà các bạn load lại xe thì nó sẽ mất cái vô lăng và các bạn phải reset lại. Cái này mình tưởng nó hồi đầu là mình tưởng nó trời mưa nó lạnh nó bị đóng hơi, nhưng mà không phải, cái kính này nó bị lỗi các bạn ơi. Nhìn nó cứ kỳ kỳ kiểu gì á, nó không có được sạch, nó không có được sạch sẽ như người ta. Nhìn cái kính nó cứ dơ dơ các bạn ơi, nó cứ sương sương á, hay là do thời tiết này nó lạnh ta. Mình nghĩ là do trời lạnh á. Để mình coi nhiệt độ ngoài xe là bao nhiêu. Nó có nhiệt độ ngoài xe nữa hay lắm. Để bật mấy cái này cho nó đẹp thôi, không có gì hết trơn. Đây nha các bạn, hiện tại nhiệt độ trong xe là 22 độ, mình mới chỉnh lên. Và nhiệt độ ngoài trời, từ từ bấm đâu đó ra nhiệt độ ngoài trời ta. Đây, nhiệt độ ngoài trời là 19,5 độ C. Thì vì chắc mình nghĩ là có thể là do ngoài trời nó lạnh á, nhưng mà 19 độ thì nó cũng không phải là lạnh lắm đâu, mà sao nhìn nó đóng mờ 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 mờ, kiểu có hơi nước á. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiếp tục cái hành trình lượn lờ cái cung đường này. Đó đó, cái thùng rác mình nói với các bạn nó nhảy mà. Nó hết nhảy rồi. Cái thùng rác này có ma ám. Lúc nãy nó nhảy cả tưng luôn á. Ồ đúng rồi, cái thùng rác này nó nhảy. Thùng rác ma ám rồi. Cái gì vậy? Các bạn có đồng ý với mình lúc nãy cái thùng rác nó nhảy không? Nó nhảy 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 mấy cái luôn. Đoạn lúc đầu đoạn vô mình đã thấy nó nhảy rồi, mình nhìn nó mất kịp. Nhìn không kịp nhưng mình thấy rõ, mình nghi lắm. Mình nói ủa cái thùng rác kỳ quá. Giờ đi ra mới thấy rõ nhất, là đi ra thấy thùng rác nó lăn mấy vòng, nó nhảy cả tưng luôn. Ui, 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 ui. Tại đang để con chuột. Rồi, đi đường này, ok, mình sẽ quẹo xuống. Ý, gửi ra chào ông ta. Từ. Không có, không có, không có, không có. Nhưng mà cái đuôi mình bị dính. Mình quẹo chưa đủ rộng nữa. Xe dài nó khổ vậy các bạn ơi. Mình là mình nói chung là mình chỉ biết chạy, chứ mình cũng chưa thực sự là chưa rành về cái vụ căng lề này kia cho con xe nó dài lắm, cho nên là cái vụ này thì hơi khó. Đi từ từ, mình nhìn hai bên kính thì mình căng được, nhưng mà vậy lúc gấp quá, với lại chỉ có một tay rồi liếc qua liếc lại không có kịp. Canh nó bị lỗi. Nãy lúc nãy mình lên nha, bây giờ mình xuống nha các bạn. Xuống thì tốc độ nó sẽ khác rồi đó. Ủa sao ra đường bự vậy? Qua wow, không? Đang chạy trong kia rồi. Ra đây đường bao bao rộng luôn các bạn ơi. Nhiều lúc mình bẻ cái vô lăng nó hơi quá trớn một xíu, lần này nó vừa rung xe mà nó vừa lật lên luôn. Kiểu giống như là mình quẹo vô lăng á, mình quay cái vòng nó hơi hơi lố một xíu, thì là lúc mà trả lại cái trả trễ nữa, thành ra là nó bị con xe nó không có được tầm, nó không được chuẩn.
thì mình vẫn chưa có bằng lái bên ngoài đời đâu. Bằng lái xe mình chưa có định đâu, vì mình mới 20 tuổi thôi. Lúc đầu định học B2 nhưng mà hiện tại là để 21 tuổi học C luôn cho nó tiện luôn. Thật ra là thực sự ngoài đời mình vẫn chưa có bằng lái nữa nha các bạn. Thực sự là do mình thích cái này rồi mình thích cái này rồi mình hồi lúc mà hồi đầu mình mua cái ba lăng mình về mình chạy nó không có quen, nó nhạy lắm. Sau thời gian câu ngộ không chạy được rồi. Còn ngoài đời thì mình chưa có bằng lái đâu, cho nên là mình chạy xe vẫn chưa có được ổn lắm đâu. Khi nào có bằng lái ngoài đời đi rồi vô game rồi bắt đầu chạy thì mới khác hẳn ha. Xe nó dài cho nên là thường thì hay bị cái đuôi nó hay bị lấn qua bên kia một xíu. Còn nếu các bạn cua sát luôn á thì nó sẽ được, nhưng mà chậm lắm. Công nhận cái đèo này đi cũng đã, mà mình thích đi bên tourist bus hơn. Tourist bus nó thật hơn chứ, cái vụ này đường nó nhỏ hơn nữa. Các bạn nhớ cái đoạn đèo bên tourist bus không? Đường phải nói với các bạn bao nhỏ luôn, đi toàn là nhích từng chút không á. Rồi nè, ra tới rồi nè. Phần này đường nó hơi sáng mà. À do ánh nắng, ok. Nó ra tới rồi đó. Hết đèo rồi các bạn ơi. Đây, cho các bạn xem đây. Hết đèo rồi. Bây giờ đây là cái đường 247. Và đây là mình ra đường là đường cao tốc. Thôi bây giờ mình sẽ vòng ra đường cao tốc rồi mình sẽ dừng ở đây luôn nha các bạn nha. Vòng ở đây dừng vô trạm hay là tại đây, ở đây cũng hết là khá là xa. Thôi kệ đi, vòng cái cho các bạn xem. Đèn đỏ mà chạy mình không sao nha các bạn. Đèn đỏ nhưng mà chạy mấy khách là thoải mái vô tư, không có sợ. Chỉ nào có khách thì mình sợ nó đánh giá mình thôi. Đánh giá chạy ẩu, đánh giá vượt đèn đỏ này kia, chứ không có khách là vô tư. Chạy km gì cũng được hết trơn. Rồi tới đây thì mình sẽ lên cao tốc đúng không ta? Mình không có nhớ đường. Ok, nó không có đánh dấu được luôn các bạn, nó không có đánh dấu được. Đây, đi tới đây rồi mình sẽ bô của cua này quẹo xuống đây. Ok. Rồi cứ ôm phải. Nó có đoạn này đường nó mới nè các bạn. Ui, đường mới làm nè, đẹp phải chứ. Đường mới chạy nó láng nhìn nó đã lắm nha. Còn cái đoạn có một số đoạn cao tốc á, đường nó cũ rồi á, chạy nó dần nó lỗ không à. Đó, đường mới nè, mới cán này đẹp quá. Bạch cái đường cũng đẹp nữa. Thường các bạn xem những cái video mà lái xe như thế này thì các bạn mình nghĩ thêm các bạn là mở nhạc bên ngoài nghe cho nó thật hơn. Đấy, đường này đường cũ nè, nhìn nó không có được mới, nó không có được đã. Mình gửi cho các bạn là các bạn bật nhạc bên ngoài nghe nữa thì nó sẽ rất là đã. Còn mình thì mình không có mở được. Chung là mở tạm thời bây giờ thì được luôn đó, nhưng mà thời gian sau này thì sẽ có vấn đề. Nếu mà bạn nào mà thực sự mà theo dõi kênh mình mà kỹ á, thì các bạn sẽ biết là một số cái video fanpage nó mất tiêu rồi. Mình xóa hết trơn rồi. Tại vì có một cái đợt bản quyền nhạc nó rộ lên tùm lum hết trơn, thành ra là mình xóa. Chung là cái gì cũng phải kênh mình nó an toàn trước cái đã rồi mới tính sau. Cho nên là ví dụ như bây giờ mình có thể mở được mấy cái video này đó, nhưng mà sau này, một thời gian sau này rồi nó có sự cố này kia, nó có chuyện xảy ra thì bắt buộc phải xóa thôi. Và tới đó xóa rồi thì mất tiêu. Thành ra là mình không muốn nó lưu giữ hoài trên này, và mình không muốn, cho nên là mình sẽ không mở nhạc đâu. Thì các bạn chịu khó chút xíu nha, thông cảm giúp mình mở bên nhạc bên ngoài. Còn nếu bạn nào xem điện thoại á thì mình chưa biết cái cách nào mở được vừa hai cái cùng lúc á. Đổi làn đường vô trạm dừng cái này. Ok, điện thoại thì mình vẫn chưa biết cách, các bạn mở hai cái điện thoại đi cho nó khỏe. Hình như là có một số cái ứng dụng, hoặc là nếu mà máy bạn nào đã root rồi thì hình như là được dễ hơn đó. Còn mình máy mình không có đụng chạm tới, mình cũng khi nào cầm cái điện thoại lên lắm.
Nghe với gọi không à. Dạo này chơi game mà có chơi trên xe buýt mobile thì còn lấy cái điện thoại lên, chứ bình thường là toàn là để dục ở đó không. Nó vẫn diễn như vậy nữa hả ta? Vẫn là quẹo sớm quá hả ta? Cái gì cũng phải leo lề cái hết trơn á. Rồi. Ok. Vậy thì mình sẽ dừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này. Và nếu các bạn thích cái video game Funbird này thì đừng quên like, cũng như đến cái comment và comment phía dưới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Tính ra cái chỗ mở này là xe thời xưa nó có lâu lắm rồi, bây giờ nó không còn rồi. Vẫn có xe này xe xịn luôn nhưng mà nó vẫn có ta. Cái chỗ mở lên nào đó xe thời xưa xưa khoảng năm 2000, 2000 lẻ mấy đồ á. Có nhiều xe nào cũng có, thời xưa xưa nó có nữa, nhiều lắm luôn. Bây giờ mấy xe này hiện đại vẫn còn. Đây nhà vệ sinh đây, và đây là cái chỗ mà giống như bình thường ta để máy pha cà phê được đó, rất đẹp nha các bạn. Rồi và chào các bạn, bye bye.